Vừa qua, câu chuyện thương tâm của chàng trai mang tên Mèo Béo đã chọn cách thúc đời vì bạn gái Đàm Trúc đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Cô bạn gái của Mèo Béo đã bị cộng đồng mạng lên án dữ dội vì sự máu lạnh bạc tình, phụ tình một tấm lòng yêu thương mình hết mực, để đến mức chàng trai phải nghỉ quẩn. Sau khi tin tức lộ ra, có một cô gái tự xưng đã từng là người yêu của Đàm Trúc trong thời gian cô này yêu Mèo Béo. Cô gái này nói rằng, Đàm Trúc vốn thích con gái và đã là người cưa cẩm mình trước. Cô không hề biết Đàm Trúc đã có bạn trai. Nguyên văn cô gái kể lại như sau. Tôi chính là người con gái đi cùng Đàm Trúc tới Đại Lý trong thời gian Mèo Béo và Đàm Trúc yêu nhau. Tôi không biết gì và hẹn hò với cô ta hơn 2 tháng, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2023. Tôi với cô ta quen nhau vì tôi làm ở quán bar. Lúc đầu cô ta là khách của tôi, chọn tôi tiếp khách, từ đó mà quen nhau. Được một thời gian, cô ta cho tôi cảm thấy cô ta là một người con gái rất dịu dàng, tính cách rất tốt, rất biết cách nói chuyện. Cô ta thường đến quán bar chơi, sau đó bắt đầu đeo đuổi tôi. Cô ta đối với tôi rất tốt, tôi cũng bắt đầu có tình cảm với cô ta, sau đó rất tự nhiên mà hẹn hò với nhau. Thời gian quen nhau, cùng đi du lịch, ở cùng nhau, chuyện cô ta có bạn trai tôi hoàn toàn không biết, cô ta giấu rất kỹ. Tôi cũng không có thói quen kiểm tra điện thoại của người yêu. Mãi cho đến ngày 23 tháng 1, bạn của tôi nói rằng cô ta đăng ảnh chụp chung với Mèo Béo kỷ niệm 2 năm, tôi mới biết. Hai ngày hôm nay lướt thấy chuyện của Mèo Béo, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng. Bởi vì lý do công việc và yếu tố gia đình, tôi do dự cũng suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng tôi vẫn quyết định đứng ra lên tiếng, đứng về phía tôi cho là đúng. Tôi không biết hình ảnh tôi cung cấp có được xem là bằng chứng có lợi hay không, nhưng tôi chỉ có thể làm tới đây. Nội dung kể lại đến đây là hết. Có lẽ Mèo Béo sẽ chẳng bao giờ biết được người con gái mà mình đã đặt tất cả tình yêu vào lại chỉ xem mình là cây ATM, không hề yêu thương mình. Có lẽ cũng chẳng bao lâu nữa người ta sẽ quên đi câu chuyện của chàng trai với mối tình cuồng si đến mức đáng thương mang tên Mèo Béo. Và cũng có lẽ Đàm Trúc cho đến hết đời này cũng sẽ không tìm lại được một người yêu mình chân thành như Mèo Béo. Chỉ mong rằng ở thế giới bên kia, Mèo Béo sẽ có một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc và có được người thương yêu mình hết lòng, không còn phải lạnh lẽo dưới lòng sông nữa. Mèo Béo, hãy thật hạnh phúc ở thế giới bên kia nhé!